Đội tuyển Việt Nam bất ngờ thua đội bóng kém 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Liverpool nhận tin xấu trước đại chiến với Chelsea và Arsenal. Bầu Đức xác nhận huấn luyện viên Kia Tisak gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hôm nay ngày 8 tháng 1 trên ứng dụng VTV Cup On, quý khán giả sẽ có cơ hội xem miễn phí chương trình tổng hợp Serie A 2023-2024 vòng 19 trên kênh On Sport News vào lúc 18 giờ tối nay. Kính mời quý khán giả đón xem. Huấn luyện viên Chu Xie điều chỉnh đội tuyển Việt Nam sau trận thua Kyrgyzstan. Tối ngày hôm qua, 9 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đá trận làm nóng cho Asian Cup 2023, gặp đối thủ hạng 98 thế giới là Kyrgyzstan. Huấn luyện viên Chu Xie sử dụng nhiều cầu thủ nhằm đánh giá kỹ lưỡng lực lượng trước khi chốt danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch châu lục. Vì thế, nhà cầm quân người Pháp đã tung ra đội hình đá chính rất mạnh. Với lối chơi chủ động ngay từ phần sân nhà, đội tuyển Việt Nam có thế trận tốt trước đối thủ. Tuy nhiên, trước hàng thủ cao to, có thể lực, sức va chạm tốt như Kyrgyzstan, tuyển Việt Nam gặp nhiều bế tắc, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Xie phải trả giá bởi một đường truyền về bất cần ở phút thứ 31. Hiệp 2, huấn luyện viên Chu Xie ngoài những điều chỉnh về nhân sự đã chỉ đạo cầu thủ chơi nhanh, dứt khoát và trực diện hơn, tiếp tục cầm bóng tự tin để triển khai lối đá. Thành quả là đội tuyển Việt Nam có một bàn thắng do công của Tiến Anh. Tuy nhiên sau đó, thủ môn Philip Nguyễn tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng sau một tình huống cố định của đối thủ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Xie thể hiện sự không hài lòng bởi hàng thủ đội tuyển Việt Nam chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là sai lầm dẫn đến bàn thua. Trong khi đó, hàng công với những cầu thủ tốt nhất đã không thể ghi bàn. Bàn thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam đến từ một cầu thủ chạy cánh. Chiến lược gia người Pháp cũng yêu cầu các học trò phải tập trung hơn nữa, duy trì được khoảng cách đội hình và kiên định với lối chơi chủ động. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn 4 ngày chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Vì vậy, Quang Hải và các đồng đội còn rất nhiều việc phải làm. Bầu Đức chính thức lên tiếng việc huấn luyện viên Kia Tisak rời Hoàng Anh Gia Lai. Trở lại Việt Nam sau thời gian nghỉ lễ, huấn luyện viên Kia Tisak đã có cuộc trao đổi với Bầu Đức về việc gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cuối cùng, Bầu Đức chấp thuận cho nhà cầm quân người Thái Lan rời Hoàng Anh Gia Lai để đến với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bầu Đức chia sẻ với truyền thông rằng huấn luyện viên Kia Tisak sẽ rời câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để đến với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên của chúng tôi trong thời gian tới là ông Vũ Tiến Thành. Thời gian còn thi đấu, tiền đạo Kia Tisak từng cùng đội bóng của Bầu Đức vô địch V-League mùa 2003 và 2004. Từ năm 2020, ông trở lại phố núi công tác huấn luyện. Mùa đầu tiên, ông giúp Hoàng Anh Gia Lai đứng đầu sau 12 vòng đấu với 29 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Viettel 3 điểm. Tiếc rằng giải đấu đó đã bị hủy bỏ giữa chừng vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Kể từ đó, đoàn quân của huấn luyện viên Kia Tisak không duy trì được phong độ. Họ chỉ cán đích vị trí thứ 8 tại V-League 2022. Đến mùa 2023, họ nằm trong nhóm đua trụ hạng và đang đứng cuối mùa này với vỏn vẹn 5 điểm sau 8 trận đấu. Trước khi bổ nhiệm huấn luyện viên Kia Tisak ngồi ghế nóng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã trao quyền chỉ đạo với huấn luyện viên Gong Okun, rồi bổ nhiệm giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại tạm quyền. Họ cũng đã đàm phán với huấn luyện viên Mano Polking, dự kiến gặp nhau vào ngày 5 tháng 1, nhưng thương vụ đã bị đổ bể vì không tìm được tiếng nói chung về chế độ đãi ngộ và mục tiêu. Huấn luyện viên Kia Tisak sẽ có hơn 1 tháng rèn quân trước khi đá trận ra mắt Công an Hà Nội tiếp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 9 V-League vào ngày 18 tháng 2. Chelsea thua sốc ở bán kết cúp Liên đoàn Anh. Rạng sáng ngày 10 tháng 1, Chelsea bước vào trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh gặp đội bóng hạng dưới là Middlesbrough. Middlesbrough yếu hơn lại liên tiếp gặp bất lợi khi họ phải thay hai cầu thủ vì chấn thương chỉ sau 20 phút đầu. Tưởng như đó là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Pochettino có được những bàn thắng cùng chiến thắng thì đội khách lại bất ngờ để thủng lưới. Dù rằng huấn luyện viên Pochettino có một vài sự điều chỉnh về nhân sự trong khoảng cuối hiệp 2 nhưng không đem lại hiệu quả và trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc là 1-0 cho Middlesbrough. Với tỷ số này, Chelsea sẽ cần nỗ lực rất nhiều ở trận bán kết lượt về sau đây 2 tuần nếu muốn giành quyền vào thi đấu trận chung kết cúp Liên đoàn Anh năm nay. Liverpool nhận tin xấu trước đại chiến với Chelsea và Arsenal. Quãng thời gian gần đây, dự báo diễn ra không hề dễ dàng với Liverpool khi đội bóng này mất rất nhiều trụ cột. Salah và Endo rời đội để trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Một trụ cột khác của Liverpool là Alexander-Arnold là cái tên mới nhất gây ra nỗi lo lắng tột độ. Hậu vệ người Anh sẽ phải ngồi ngoài trong vòng vài tuần vì chấn thương đầu gối gặp phải sau trận thắng Arsenal ở FA Cup. Trợ lý của huấn luyện viên Jurgen Klopp
đã nói về tình trạng chấn thương của Alexander-Arnold. Có tin không tốt lành với chúng tôi, đó là việc Arnold bị rách một phần dây chằng đầu gối. Cậu ấy cần thời gian để bình phục. Chúng tôi đã kiểm tra tình hình của cậu ấy và xác định cậu ấy phải nghỉ thi đấu trong vòng vài tuần. Với tình hình như vậy, Alexander-Arnold có thể bỏ lỡ nhiều trận đấu của Liverpool trong thời gian tới. Trong đó đáng chú ý là hai cuộc đối đầu không hề dễ dàng trước Chelsea và Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Ngoài Alexander-Arnold, một số ngôi sao khác của Liverpool hiện cũng chưa thể thi đấu vì chấn thương. Những gương mặt đó bao gồm Joe Matip, Andrew Robertson và Kostas Tsimikas. Dẫu vậy, Liverpool vẫn đón tin tốt từ Virgil van Dijk và Szoboszlai. Trợ lý của ông Jurgen Klopp tiết lộ van Dijk đã khỏi ốm, trong khi Szoboszlai đang phục hồi tốt và có thể trở lại trong thời gian tới, nhưng không phải ở cuộc đối đầu với Fulham vào ngày 11 tháng 1 tại League Cup. Cristiano Ronaldo được xác nhận kỷ lục thế kỷ 21. Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế vừa công bố bảng xếp hạng cầu thủ chơi nhiều trận nhất trong thế kỷ 21. Cristiano Ronaldo được vinh danh ở vị trí dẫn đầu với 1.204 trận. Thành tích này không có đồng nghiệp nào có thể chạm đến. Tính trung bình, Ronaldo chơi 52 trận mỗi năm và duy trì hiệu suất này trong 23 năm liên tiếp. Lịch sử bóng đá khó tìm ra được cái tên nào bền bỉ hơn siêu sao sinh năm 1985. Thậm chí với thể trạng tốt ở tuổi 38, Ronaldo hoàn toàn có thể vượt qua Rogerio Ceni với 1.225 trận để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới. Cổ động viên kỳ vọng Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp với bộ đôi kỷ lục, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử. Hiện tại, Ronaldo đang là cây sân bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới với 873 pha lập công kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp. Xếp sau Ronaldo là Fabinho, thủ môn người Brazil đang chơi cho câu lạc bộ Fluminense. Lionel Messi xuất hiện ở vị trí thứ tư với 1.074 trận thi đấu trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trước đó, Ronaldo cũng được vinh danh là cầu thủ ghi bàn tốt nhất năm dương lịch 2023 với 54 pha lập công, nhiều hơn 2 bàn so với Harry Kane và Kylian Mbappe. Tuy nhiên, tổ chức này lại loại anh khỏi đội hình hay nhất để nhường vị trí cho Harry Kane, Erling Haaland và Mbappe.